Mến chào quý cô chú các anh chị xem kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay kênh rất vui được đến nhà vườn của anh Sang ở xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để giao lưu cùng anh Sang một số cây kiểng. Xin mời quý vị cùng giao lưu với anh Sang. Dạ em chào anh Sang. Mến chào Bonsai Cần Thơ. Cảm ơn bà con đã ủng hộ em thời gian qua. Xin gửi lời chúc sức khỏe. Hôm nay em có lô hàng giao lưu gồm sập cây kiển cổ, lộc vừng, khế ngọt, cần thăng, ngâu cổ, mai vàng, nguyệt quế, mai vàng và bông chân đỏ và mai chiếu thủy nu đột biến. Nơi đây là xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số Zalo của em là 0936763 con số 7 số 1. Xin phép bà con cho mã cây số 1. Số 1 là cây ngâu. Cao vị trí 1m3. Hoành thân điểm này là 32. Củ điểm này là 48. Ngâu này nằm chậu rất lâu. Mã số 1 xin phép giao lưu là 2,6 triệu bao ship toàn quốc. Khi em ship thì em sẽ gỡ chậu cho bà con. Xin đổi phôi. Mã số 2, mai chiếu thủy nu đột biến. Có một số bà con còn gọi là mai chiếu thủy nu đạn keo. Cao bình quân 3 cây là 32. Hoành 22. Hoành 22, hoành tổng. Mã số 2 kết hợp 3 cây, giá 600k bao ship toàn quốc. Mã số 3, mai chiếu thủy nu đột biến. Cao bình quân là 31. Hoành thân 14. Hoành tổng 18. Mã số 3 kết hợp 3 cây, giá 700k bao ship toàn quốc. Mã số 4, mai chiếu thủy nu đạn keo, nu đột biến. Cao bình quân là 39. Hoành tổng 22. Hoành tổng 21. Còn đại khái để chi tiết quá nó sẽ mất thời gian xem của bà con. Mã số 4, giá 800k bao ship toàn quốc. Mã số 5, mai chiếu thủy nu đột biến. Cao bình quân là 37. Hoành tổng là 16. Hoành thân 16. Mã số 5 kết hợp 3 cây, giá 900k bao ship toàn quốc. Mã số 6. Mã số hồi nãy là mã số 5, mã số này mã số 6.
cao bình quân là 39. Hoành là 17. Hoành 18. Mã số 6 kết hợp 3 cây, giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 7 Mai Chiếu Thủy nu đạn keo, nu đột biến, cao bình quân là 42. Hoành thân 16. Hoành tổng 19. Mã số 7 kết hợp 3 cây, giá 1 triệu 2 bao ship toàn quốc. Mã số 8 từ đỉnh tới mặt bầu là 220, kể 201, mai vàng. Hoành 38, vị trí này là 48. Cũ điểm này là 79. Cây mai này em để cũng trên 2 tháng. Em có chặn dấu sứa đặng tạo cái phong chi. Bà con yên tâm, mấy cái đường gân này là nó liền hết. Cây này cũ để nở. Cây này mã số là 8A. Cây 8A em sẽ kết hợp với 8B. Là giá bán là bao ship xe tải 200 km, 10 triệu 2 cây, còn một cây 8B. Xin đổi qua cây 8B. Mã số kế tiếp là mã số 8B. Mã số 8B này sẽ kết hợp với 83A nãy là bán cặp. Vị trí từ đỉnh mặt cắt đến dây vàng là 190, không kể ngọn lá dài tấc. Cây nãy cũng vậy, không kể ngọn lá. Hoành là 37. Hai cây này ghế nơm, đế nở. Cũ điểm này là 94. Cây này là mã số 8B. Mã số 8B này sẽ kết hợp với 8A hồi nãy. Bán cặp là giá 10 triệu bao ship xe tải 200 km. Xin đổi phôi. Dạ xin phép. Cây kế tiếp là mã số 9. Bông trang đỏ lá nhỏ. Đường kính là 1m7. Chiều cao từ ngọn tến đến băng keo vàng là 150. Bông trang đỏ lá nhỏ. Cái này mua của nhà dân hồi đó là nó 5 nhánh, rồi người ta cắt 2 nhánh còn 3 nhánh. Hoành 19 cứng. Nhà dân cắt nhánh này. Nhà dân cắt nhánh này. Cho nên vô tình nó rơi vào cái thế 3 nhánh. Tạm gọi là tam tài cho vui đi bà con ơi. Bông trang đỏ lá nhỏ mã số 9. Mã số 9 giao lưu là 3 triệu 8 bao ship toàn, cho em điểm lại cái cây bông trang mã số 9 hồi nãy. Sang mã số 10.
cây nguyệt quế cao 1,5 m. Cây này mấy cái cành nó nu cục cục cho thôi. Điểm nhấn mạnh của cây này nu cục cục, nó lũa đường này, lũa đường này, bị lũa đường này. Dạ cho bành hoành thân. Hoành thân cục u này là 50 vị trí này. Em kể hoành thân 45. Đường kính là 180. Mã số 10. Xin giao lưu là 2,8 triệu bao ship toàn quốc. Xin đổi phôi. Mã số 1. Lan. Em mua cái nhà dân người ta mua lâu rồi. Lan em cũng không gành mấy. Có thể là lan kiếm tiên vũ. Mua cái nhà dân treo lên không chăm sóc, rễ không có phân. 2 cây. Mã số 11. Giá bán bao ship là 1 triệu. Dạ xin phép đổi phôi. Mã số 12 là mai vàng. Cao vị trí là 99. Nhờ bà con coi dùm ở dưới này nó có cái thẹo. Hoành thân điểm này là 32. Mã số 12. Giá 900k bao ship toàn quốc. Nơi đây là chân cầu Cái Dứa, xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số Zalo của em là 0936763761. Xin phép qua cây mã số 13. Phôi mai nằm chậu khoảng được 1 năm. Cao vị trí là 150 có hơn. Đường kính tán là 100 có hơn. À, con đo hoành thân luôn bà con ơi. Lấy vị trí điểm này là 54. Ở đây nhà dân uống hồi nhỏ cái nhánh nó dính vô, nó giống cái quai bình tích. Ghẻ nơm, ghẻ lực, tròn đều. Nó u sần sù trơn à. Cái này con cắt chánh bớt đặng cho bà con nhìn cái thân này cho nó thoáng cho dễ. Lãi lá. Mã số 13. Mai vàng. Ở trên này á, lúc mà con quấn băng keo đen nè là con uống á, không biết sao nó kín hơi hay sao cái rút thì nó tạo thành cái nấm. Nhưng mà mai này con không có sử dụng thuốc. Cái nấm nè, nó dính cái nấm. Cái mặt cắt nằm đây. Cây này chơi Tết có bông. Chậu rất cứng, cây rất cứng. Mã số 13. Xin phép giao lưu là 26 triệu. Bao ship xe tải 200 km. Con xin phép qua cây mã số 14 bà con ơi. Nghiêng vị trí này là 100. Lên vị trí này là 100. 138. Đây tới cái đỉnh ngọ mặt cắt là 80. Cây dáng hơi bay nhẹ tí. Nếu mà con lấy hoành thân điểm này là 60. Lấy xuống vị trí này là 65. Ghẻ nơm cái cục này rất lớn.
mới bự sợi sơ dừa bà con ơi. Sơ dừa nó áp dưới cái này nó áp vô tình này nó nổ mốc chứ không phải là hư. Nó đỏ tư. Đỏ tư. Đường đường kính cũ vị trí này là 70. 7 x 3 là 201 tổng nồi. Cái bệ nồi này nó còn đi xuống nữa, cho nên cái cục này nó gom cao. Cái cây này đế rất lực. Mai nằm chậu này nằm chậu khoảng 6 tháng. Con trồng trồng cây là con có cái điểm yếu là ít sử dụng phân thuốc. Cho nên lá là thấy nó cò còi. Mã số 14 là giá 32 triệu bao ship 200 km bằng xe tải. Mã số 15 cây cần cần thân. Vị trí này là 109. Nôm 15. Hoành thân 32. Cây này để quá sát giá bà con ơi. Mã số 15 giá 1,4 triệu bao ship toàn quốc. Cây này hơi nặng. Mã số 16 cây cần thân. Mã số 16 cần thân. Cao là 118. Hoành thân là 23. 23 vị trí này. Cây này nó có cái đuôi ngoái ngoái. Cần thân mấy cây này lâu lâu năm lắm rồi. Mã số 16 giá 1,4 triệu bao ship toàn quốc. Xin đổi phôi. Mã số 17 mai vàng. Cao 1,4 triệu. Con có chịu hao chưa nè bà con? Hoành thân 30. Cũ điểm này là 48. Mấy này nó già quá đó, xù xì quá. Nu nần, mấy rễ nó nu nần chân. Mặt cắt nu nần. Mã số 17. Giá 1,4 triệu bao ship toàn quốc. Để bà con giá mềm dễ chơi. Thật ra thì tiền ship cũng không còn nhiêu bà con ơi. Bán mùa dịch cho bà con dễ chơi. Mã số 18 là cây khế ngọt. Con lấy từ điểm mặt cắt. Mặt cắt đến cộng dây dù dưới này là 187. Cái ngọn lá là khoảng 2-3 tấc là con trừ hao. Hoành thân 71. Thời An Giang rồi bà coi, kẻ 69 đi. Cũ vị trí này là 131. 131 ở vị trí trên này. Cái nồi này cũng khá khá. Con thấy cái đế này cũng lực lực, cái nồi này khá khá. Đường kính bầu là 90. Khế này khế ngọt. Mã số 18 giá 7,8 triệu bao ship xe tải 200 km. Mã số 19
Dạ, ngô cổ. Đỉnh ngọn đến cộng với dù mặt bầu là 201. Đường kính là 70. Hoành thân điểm này là 62. Vị trí này nó mẻ lỗ chỗ này. Thật ra thì con theo con á thì miền Tây của mình ngâu mà hoành trên 60 ngâu cổ này thì vẫn có nhưng mà cũng hơi ít. Già tuổi lắm rồi bà con ơi. Mã số 19. Giá 16 triệu bao ship 200 km bằng xe tải. Cây này đợt rồi miền ngoài chốt mà chuyển không được dịch bệnh. Trong tình huống bây giờ vì theo chỉ lãnh có 2 m. Trong quá trình như vậy thì nếu mà mấy cô chú anh chị ở miền ngoài nếu chốt cây này có thể thương lượng với con trong cái chiều cao 2 m đổ lại thì mình thương lượng giá ship. Còn hiện tại thì ship nguyên cây xe tải là 16 triệu bao ship 200 km. Dạ xin phép bà con là mã số cuối cùng kết hợp 3 cây là mã số 20. Gồm có là khế ngọt, lọc vừng lá lớn và cây sọp. Trong quá trình bà con mua có nhã ý mua lẻ, em vẫn bán thông qua số điện thoại có gì mình thương lượng. Cây mã số 20 kết hợp 3 cây. Cây đầu tiên là cây khế ngọt. Từ đỉnh đến mặt bầu là 190. Ở trên này cái mặt cắt nó thâm xuống chút. Cộng lan này nhà dân ghép vào. Có mấy mặt cắt nó nu cục chân bà con. Nó bọng tới đây. Chút xíu à. Hoành thân là 80. Còn đậy ba cái giải á, nó ẩm, nó trắng chứ thật ra nó không phải là mốc. Nó đỏ nè nghe bà con. Nó đỏ tươi à. Cây khế ngọt. Chỗ này gốc phức quá bà con ơi. Nhờ coi giùm em, cảm ơn nhiều. Mấy ông anh quay cũng vất vả quá. Chật chội quá. Đường kính mặt bầu là 60. Cây khế ngọt kết hợp cây lọc vừng lá lớn là cây thứ hai. Từ mặt cắt xuống cộng dây là 125. Những nhánh lá là vài tấc là em không kể. Cây lọc rừng này đế lực bà con ơi. Mua mấy ông này nặng nề chi phí quá. Quanh điểm này là 83. 83 cộng dây này hơi xéo, kể là 80. Tổng hoành điểm này là 115. Cái này đế lực, có đường kẻ nứt, bản đế mập. Đường kính bầu là 100. Bản đế ghẻ từ đây qua đây là 40. Liên khư lọc vần. Cây mã số 20 là cây số 2 kết hợp 3 cây lọc vần. Cây cuối cùng là cây số 3 kết hợp 3 cây là cây sọp 5 chậu.
cao là 140. Thật ra thì nhà dân muốn làm cho bộ đế tròn này đã vô chậu từ nhỏ tới lớn là rất lâu và thế chậu rất nhiều lần. Vô tình cái cục nó tròn quay. Quanh thân điểm này là 43. Tổng nồi điểm này là 106. Cây số 3 của mã số 20 kết hợp 3 cây. Giá bán là 10 triệu. Bao ship xe tải 200 km. Trong tình huống mấy cô chú miền ngoài hay là cả nước có mua lẻ, em vẫn bán, nhưng thương lượng qua số điện thoại. Chân thành cảm ơn. Dạ cảm ơn bonsai rất nhiều. Em cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ thời gian qua rất nhiều. Chân thành cảm ơn, chúc gửi lời chúc sức khỏe, trân trọng kính chào.